Tới là anh cả rồi, cặp cốc đầm CD, đây là City đầm to Charlie, cấp bình thường, cấp tông 186 có khía quay. Rồi cặp cốc đầm CD rất là đẹp nha anh em. CD thì không phân biệt 50, 70, 90 nha, cốc nó xài chung đó. Cặp cốc CD này rất là đẹp nha đó, chưa đây, mình có đánh dấu sẵn rồi. Đó, con ốc của nó đó. Rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp luôn. Thì anh em thích lấy cặp cốc nào thì anh em liên hệ nha, mình có quay từng cặp cốc, mình có quay riêng từng cặp hết rồi các bạn đó. Bát tăng xây thì nó sẽ nằm riêng nha, anh em muốn lấy chung thì lấy chung bát là lấy, mà không lấy chung thôi nha đó. Thì mình quay sẵn một cặp. Anh em nào có nhu cầu mua thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực mua, ở xa thì chuyển khoản đồ mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình. Nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng mình sẽ cấp hàng ngày nữa nha.